phía sau lưng của vườn hồ đây là cái những cái trái bí đỏ, trái bí đỏ đối với người Mỹ là tại vì gần đến cái ngày lễ hội Halloween. Đào của mẹ đó. Dạ. Nó chua. À. Đào của mẹ. Dạ. Nhưng mà bà, cái này là nó đó. Dạ. Nó cái vỏ nó ra nó gì đó. À, nó giống như cà chua của Việt Nam mình. Nó giống cà chua của mình nhưng mà nó khác. Dạ. Nó chua luôn. Dạ. Cái này là trái cà bi. Bé tí à. À, còn cái trái cà này là trái cà cũng bi luôn nhưng mà giống như hồ lô hơn ha. Cái hình dáng nó khác nhau, kích thước nó khác nhau luôn. Thì vừa hồ mời cô bác anh chị vô tham quan một cái siêu thị này ha. Rau củ giá như thế nào? Đi vô thôi. Phía sau lưng của vườn hồ đây là cái những cái trái bí đỏ, trái bí đỏ đối với người Mỹ là tại vì gần đến cái ngày lễ hội Halloween của Mỹ rồi. Bây giờ vườn hồ sẽ review cận cảnh trái bí đỏ cho cô bác anh chị ha. Ở đây rất là nhiều trái bí ha. Ai? Nhìn đẹp ghê không? Nó nhiều kích cỡ, nhiều hình dạng khác nhau ha. Này là trái bí thật hết đó cả nhà. Trái bí thật nha. Yeah. Ai, trái bí này nó vừa vừa hơn tí xíu. Đây cả nhà. Yeah. Video. Yeah. Nó nhiều, rất là nhiều kích cỡ nha, có cả những trái bí này. Và đây nữa nè cả nhà. Trái bí này cầm không nổi luôn. Chắc là khoảng 7 đô, khoảng 150. Đây cũng là trái bí đỏ ha. Và đây là trái bí đỏ nó nhỏ hơn. Nhìn dễ thương không? Đây rất là nhiều trái bí đỏ. Ở đây là những cái trái bí nó có màu khác nhau. Qua đây xem tí xíu nữa ha. Đây là cái gian hàng bán rau củ á cả nhà. Ở đây có hệ thống phun sương nè ha. Này bắp cải, súp lơ cũng rất là nhiều. Ở đây là mỗi một phần như vậy là gần 4 đô một cái cần tây của Mỹ ha. Bó này là 4 đô khoảng 100 ngàn tiền Việt. Còn đây là hành thì 1 đô, 1 đô mấy á, 1 đô 7. Đây là mỗi cải, đây người ta sẽ bán theo phần chứ không có bán theo phao. Còn đây là cái lá cải. Ở đây có cả chả gót mini được khoảng 3 đô một pound, một pound là khoảng nửa ký nha cả nhà. Ở đây là bán được pound. Ở đây người ta sẽ để cho mình 3 đô 29 một pound. Ở đây là cái trái gì đó? Ở nhà này nó giống như củ sắn đó mà không biết trái gì luôn. 2 đô 49 một phần gọn gọn như thế này, không biết là nấu canh hay là làm gì luôn. Còn này là ớt chuông kìa, 5 đô một phần, màu sắc sặc sỡ kìa. Dưới này là dưa leo nè kìa, nhà thấy không, này là dưa leo. Dạ bà hai, cái này là gì vậy bà? Cái này là cái củ cải đỏ đó để ta ăn salad, cắt cắt mỏng mỏng cho ăn. Dạ ăn salad ha. Ăn salad. Mình sẽ ăn phần củ ở dưới này. Ăn phần củ lá không có ăn. Dạ. Cái này kêu bằng mình già đó quê già 400 có ăn được không? Dạ. Con này là củ dền. Củ dền. Dạ. Củ dền nó có độ mặn. Dạ. Đó, dạ.
Ở đây là đồ organic. Dạ. Con thấy nó bắn mắt quá trời. Cái củ này là củ gì á mà? Ồ, cái trái này là củ mẻ đó mà. Nó dạ. Là cà của mẻ đó. Dạ. Nó chua. À. Cà của mẻ. Dạ. Nhưng mà bà, cái này là nó đó. Dạ. Nó cái vỏ nó ra nó gì. À, nó giống như cà chua của Việt Nam mình. Giống cà chua của mình nhưng mà nó khác. Dạ. Nó chua lắm. Dạ. Mấy là Mexico cả nhà. Dạ, còn đây là cà tím. Dạ. Nhà có bà hai mà với là bà ngoại mà dẫn đi mới biết trong vòng mấy cái siêu thị này. Kêu nó về sớm mà nó về trễ vậy đó. Nó cho con đi coi con quay cho con biết. Dạ. Còn ở đây là người ta sẽ bán theo phần theo hai hả? Ờ không. Mấy cái nồi này út này kia nọ đó. Cái này là gia vị. Ừ, gia vị mình út đồ tươi đó. Nó giống như ở Việt Nam là nó giống như là rau mùi vậy cả nhà. Ừ đúng rồi. Dạ rau mùi. Dạ. Mà ở đây người ta sẽ bán theo cái giá này là bán theo cái một bịch như này thế này nè. Là khoảng 70 hay là 3 đồng đi là khoảng 75.000 tiền Việt. Đi đó cửa chục. Dạ. Trái này ăn ngon lắm rồi, bà phải luộc ăn ngon. Nhưng mà trái này là mình ăn sống được không bà? Không ăn sống. Ờ vì nó ăn sống được chứ thôi, bà phải không ăn sống. Nó giống như cà chua, dưa leo của mình. Nó giống dưa leo của mình vậy. Nó dạ. Nhưng mà luộc ăn ngon, hắt thật rất ăn ngon. Dạ. Ôi, nó nhiều trái lạ, cái cuốn của nó ngộ. Nhưng mà sao người ta cắt ở trên này, còn cái cuốn ở đây? Thì ta chỉ cắt nghĩa ta bán chứ đâu có cắt nguyên cái phần lên đó. Dạ, còn cái này là gì bà? Thì cũng nó luôn đó, mà còn khác. Nhiều trái lạ lạ quá luôn á. À, nó có khoảng. Có đẹp ớt. Ớt. Loại ớt thì nó không biết ngay. Dạ. Ớt để luôn đó. Cái này là ớt mà hả? Ớt mẻ cho Mexico, nó chỉ là cái món gì đó. Jalapeno nhờ. Cái dạ. Này là jalapeno. Bốn là một pound rồi con, có dạ. Gì đâu. Có nghĩa là 8, một ký là 8 đô. Bà chị muốn hai trái về mai bà chị làm cái chị cho con ăn. Dạ, con cảm ơn bà hai. Cái đâu mà xúc ăn chơi đó. Dạ. Đồ ăn chơi. Dạ. 8 đô một ký khá là mắc hơn. Ừ. Ở đây là không có bà hai thì không có biết mấy cái trái này. Dạ. Bà già thấy chưa? Ở đây là siêu thị thì ở đây người Việt ít lắm. Dạ, cái này là gì bà? Cái keo. Dạ. Cái này ăn tốt lắm á. Dạ. Keo. Đó, cái keo nè. Ăn tốt lắm. Ở nhà có một bụi nữa mà còn dễ dàng. Dạ. Cái nhà biết là khi mà thực phẩm mà muốn vô được Mỹ á, là không phải là chuyện dễ dàng. Kiểm tra cái rất là nghiêm ngặt luôn. Dạ, nhưng mà này là trồng ở đây cả nhà. Trồng ở đây. Còn cái ớt ở Mexico là cũng trồng ở đây luôn, nhưng mà giống là của Mexico. Cái này là giải mãi nói chị quên cháu rồi. Jalapeno của mẹ. Dạ, trái ớt. Ở trái ớt, kêu bằng jalapeno của mẹ. Dạ. Nhưng mà trồng ở đây. Nhưng mà con thấy vô này đẹp ghê. Thì nó vô gì nó bán. Không có cho mình lựa đâu. Dạ. Lựa nó hư của nó hết, không cho lựa đâu. Tại vì nó dễ bảo quản á. Vô gì thì nó không mình lựa nó bị úa. Dạ. Cái này là đậu que à. Đậu que này là cái này là 6 đồng thôi. 6 đồng thôi. Trời ơi. Này đậu quen cả nhà. Cái này là một phao chưa bà hai? Bịch này nè. Cái này là nó cắt đồ rất tươi hết trơn rồi nè. Để quay là bao nhiêu? Không có để. Nhưng mà cái này chắc nó dựng sao à? Dạ, một là nửa ký cả nhà. Chưa tới nửa ký. Chưa tới nửa ký à. Mà một bịch như thế này á là khoảng 150.000. Dạ. Ờ, có nghĩa là một ký đầu que là khoảng 300.000. 6 đồng. Ờ, 6 đồng. Đô là bây giờ 1 đô là 25.000. Đô bây giờ lên giá nhiêu không? Dạ, 25.000 đi một bịch như thế này nè. Nè, con nói đi, cái bịch keo này là 9 đồng á. Dạ. Cái bịch dao này không á. Chín là mấy trăm ngàn á.
19 đồng. Bà Hai, cái siêu thị này là bà Hai nói là siêu thị mắc. Không phải siêu thị chuyên môn nó bán đồ organic không à, nó bán đồ mà không có hóa học á. Dạ, đồ heo thì ăn cho nó tốt á. Ừ, ăn cho nó tốt. Dạ. Mình đã chỉ là lúc nào cũng thích đi chợ này hết trơn á. Dạ. Mình nó mắc như cái giống gì luôn đó, đi vô ra cái trăm mấy hai trăm không đó. Dạ. Thôi coi với bà Hai qua bên kia để giới thiệu cho mọi người biết. Dạ, lát con qua bên đó, con đi vòng vòng luôn mà. Cái này là giống như cải salad của Việt Nam á, như salad nè. Thì cải salad này nè, họ sẽ bán 7 đồng. À, mình mở cửa ra cái. Mở cửa được không? À, đây một cái hộp cải như thế này ha. Là bán 7 đồng, thì khoảng 150-200 nha. Ngon cả salad ăn cái này cũng ngon lắm nè. Cái cây gì gu gu nè. Dạ. Yeah. Agarula đó, ngon lắm. Dạ. Yeah. Họ vô hộp hết à? Vô hộp hết trơn. Và ở đây mình có cải như một cái hộp này là cải thập cẩm luôn á. Phải không? Salad đủ thứ hết trơn. Salad đủ thứ hết á. Thì nó khoảng 5 đồng, thì khoảng 100 ngàn. Nhưng mà... Cái này ở Việt Nam chắc không có đâu. Dạ, cây này chắc không có. Cái này ngon lắm. Dạ. À, đóng lại. Dạ, phải thì nó bán đủ thứ chưa mà còn 5-6 con bạc mà 6 đồng. Đủ thứ thì về làm salad ăn á. Mình ăn xui với đồng hồ. Dạ. Nói chung là ở mỗi quốc gia khác nhau thì nó giá tiền nó trên lệch nó sẽ khác nhau về tỷ giá. Gì đó bán. Ừ. Trái kiwi, trái kiwi, trái strawberry, dạ. Blueberry, everything. Dạ. Cái dâu này là họ sẽ bán theo một cái nó thật. Dạ. Cái này là họ có nếm được cái calo để cung cấp cho cơ thể luôn. Đúng rồi, nó để cho mình luôn biết. Dạ. Đây cả nhà. Đây mình hộp mở ra đi. Đây. Như cái hộp này nó có những loại trái này. À, này là người ta nói là làm ở nhà nha. Làm ở nhà đem và đem cho bán. Ở đây là cung cấp 50 calo. Dạ. Con này là win size là như thế nào hả bà Hai? Con thấy cái chữ là win size. Dạ. Win size nè. Dạ. Dạ. Tiếng Anh lắm cho. Ờ, cái này giống như là trái cây tô ở Việt Nam á. Trời nhìn đẹp ghê. Dạ, nó hợp. Khoáng rồi nó làm gì. Nào tới này cantaloupe. Dưa hấu, dưa hấu xe. Mà không có giờ bà gì mua cái này không? Dạ. Một cái hộp dưa hấu á, Waterman nè, là có cung cấp 50 calo. Và cái giá thì bây giờ người ta đã giảm xuống sell off hết 20%. Nhìn trưng bày đẹp mắt ghê chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Đi ngoài. Dạ. Yeah. Bà Hai có nghĩa là qua đến bên đây. Dạ. Yeah. Đây là cái không gian bắn. Bà của mình nói đây là cái không gian mà bắn trái cà. Đó. À. Trời ơi trời. Dạ. Yeah. Đây cả nhà. Có bán giá 3 đồng chín chín thôi. Cà này thì 4 đồng một nửa ký, không tới nửa ký luôn. Thì khoảng 100 ngàn tiền Việt. Và ở đây là cà nó rất là nhiều loại, mình ngang mình giống như là cục kẹo á. Nhỏ nhỏ là giống như cục kẹo vậy cả nhà. Đó, cà này là màu tím. Màu đỏ ha. Trái cà này màu vàng. Trái cà mà sao con nhìn thấy nó giống trái cam hay là trái hồng quá. À. Tomato như cái nhà. Của Mỹ. Dạ. Yeah. Trái cà này màu xanh. Nó khi size khác nhau và cái màu nó cũng khác nhau nữa. Đó mình nhìn ở
đây cho cả nhà xem ở ở trên này ha. Mình nhìn nó giống như là giống như là những cái trái kẹo vậy á. Nhìn nhìn ngon ghê không cả nhà? Ôi trời ơi. Nhìn nghiền luôn á. Mình thì rất là thích đi những cái không gian đó. Này là trái cà bi. Bé tí à. Còn cái trái cà này là trái cà cũng bi luôn, nhưng mà giống như hồ lô hơn ha. Cái hình dáng nó khác nhau, kích thước nó khác nhau luôn. Và người ta bán theo một cái hộp như thế này. À, cái hộp như thế này là có giá là 4 đô. 100 ngàn một hộp như thế này. Nhìn cũng hay chứ bộ. Đây, chụp hình với nó một tí xíu. Nè, đây là những cái trái cà chùm chùm hôm trước mà vừa hồ có gặp này thấy không? Nhìn ngon ghê không? Họ sẽ bán theo một chùm vậy luôn, chứ không có tách nhỏ ra. Cô bác anh chị xem đi, vừa hồ không có, ông có biết nhiều, nên là nữ là đi siêu thị thì gặp cái gì quay cho cô bác anh chị xem cái đó, mà biết cái gì thì nói cho cô bác anh chị nghe qua đó, với lại được mấy người bạn mấy người chị dẫn đi thì chia sẻ cho cô bác anh chị biết thôi. Chứ thật ra thì kiểu dạng là đi tham quan. Dạ. À, đây là cái không gian thịt bò. À. Anh đó mời mua thịt bò hả bà? Cái này biết đi để con làm hamburger đó con. Dạ. Một miếng vậy là một phao là 8 đồng. Thì nó bán vậy. Dạ. Còn đây là người ta đã ướp sẵn rồi. Ờ, đã ướp sẵn rồi. Còn đây là gà chicken. Dạ. Ở đây thì người ta không có ăn nội tạng đúng không bà hai? Không. Có mình ở đây mình ăn chứ. Mà bà làm bà dục hết trơn rồi bà không có ăn đâu. Dạ. Dạ. Như ở Việt Nam mình một số người rất thích ăn đầu nè. Thích ăn chân cẳng đồ dục hết trơn. Gà mê. Nhiều người mua đó thì nó bán. Một con gà này nó bán 7 đồng một con vậy đó. Dạ. Khoảng 180. Mà đi vô kích cơm rẻ hơn. Dạ. Và ở đây người ta chỉ bán ức nè, bán đùi nguyên con đó. À, với lại cả nguyên con. Nguyên con này cả nhà thấy là người ta đã lấy nội tạng ra người ta bỏ hết rồi. Gan nè. À. Cái này là sao này, nhu cầu sao thôi hay bà hai hay? Dạ. Bà không bao giờ gửi cái đây. Đây là những cái thực phẩm á. Rau củ và người ta đã sơ chế sẵn hết, kể cả có trái dâu ở trong kia kìa. Người ta đã sơ chế xong, người ta vô bạch rồi. À, sau đó là mình chỉ việc là mình đem về nhà để mình ăn. Có cả bánh kẹp luôn nè. Dạ. Chuối nè cả nhà. À, chuối thì người ta sẽ bán một chùm như thế này là 5 trái. À, 5 trái. Đây chỉ có 99 sen một phao. À. À, và như vậy thì vừa hồ cũng vừa chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một cái siêu thị nói chung là bán những cái thực phẩm tươi nè, rồi những cái thực phẩm mà không quá chất. Siêu thị mang tên là siêu thị Whole Foods ngay tại gần với lại thành phố San Jose của tiểu bang California ha. Đây là một cái thành phố mà khách du lịch rất là thích ghé muốn thăm và cũng như là tham quan cái siêu thị. Và Bùi Hồ cũng nhận thấy là rất là nhiều cái nông sản mà lần đầu tiên mà Bùi Hồ mới gặp khi mà đặt chân đến đây á. Tại vì từ những cái củ quả ở mỗi cái quốc gia khác nhau, mỗi cái địa phương khác nhau thì nó sẽ
nó sẽ rất là khác nhau. Và thậm chí thì đến nỗi cái giá thành nó cũng sẽ rất là khác nhau.